Đây gói bình kia. Trời ơi trời ơi đâu. Mẹ ơi cho biết yêu mẹ nè. Con muốn yêu mẹ và cười hết. Dạ con xin mến chào ông bà cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với kênh Ốc Nhỏ Miền Tây. Chào cả nhà, chiều nay cho con anh em cùng đi đặt bẫy cũng như cả nhà ơi, thành quả như thế nào cả nhà cùng xem. Bắt đầu đi. Hôm nay mình sẽ đi ra cái cánh đồng phía bên khu bên đó nha cả nhà. Bên đó nó có mấy cái đồng chuột sáng mình có phát hiện á. Giờ mấy cha con mình sẽ di chuyển qua đó. Rồi khi nào tới địa điểm quay về sẽ quay cho cả nhà em xem nha. Này nè cả nhà. Chạy ra tới ngoài đồng rồi nè. Bên kia thì máy còn đang cắt luôn. Bên này phát hiện được cái hang công nhâm ở đây nè cả nhà. Hang này mới không cha? Mới cái này. Hang này. Hang nằm trong cái gốc cây này. Bên đây này. Con cái lọt hai ngón hai con rồi. Cha đặt đi. Cái này cậu Tư đổi sang hướng đập ốc hả cậu Tư? Đập ốc. Bữa nay có giấy gì chưa cậu? Có, giấy rồi. Giấy rồi phải không? Giấy rồi. Giấy ông cậu là cậu cho ông xin 4 con nhâm thôi. 4 con cũng nhâm mới được rồi nha. Rồi cha thấy đường mòn rồi cha đặt đi. Nhẹ nhàng thôi nghe cha, để nó nhảy cọ đó. Đặt chuột cũng nhâm này phải đặt đúng theo đường mòn mới được cả nhà. Chứ để không thôi cái con chuột có đi ngược lại cái nó không có cái đi vô trong cái bẫy của mình á. Dính cây trong đó kìa nha. Đặt vô thế đó nha cả nhà. Sửa hai cái phen hai bên này lại nè. Để em thôi cái con chuột có đập xuống cái nó kẹt lại cái nó không dính. Đây cái bẫy đầu tiên. Rồi chừng nào tới cái bẫy thứ hai mình sẽ quay cho cả nhà xem nha. Này cái nha. Cha đừng có để cái đó sâu vô quá nghe cha, nó đập lên nó dính cái cây của mình đó nghe cha. Đó vậy thôi. Đó vậy là được rồi. Cha nhớ dẹt mấy cục đất này nè. Đây nè cả nhà. Mấy cục đất hai bên hông này nè. Nó quan trọng lắm nè. Nó sẽ dính cái phèn mình lại là cái phèn mình nó không chảy xuống đó. Nè. Rồi. Tiếp tục đến địa điểm thứ hai nè cả nhà. Cái này nó có cái đồng to quá to nè. Nó to. Ôi trời ơi. Tại ngay đây à. Cha xem cái xích ra ngoài chút. Ngay ra ngoài không được, ngoài dưới nước. Vậy là đài gài ngay đó luôn cha. Ngay đây rồi lụm. Lấy cái bẻ tôi cái cây đi cho. Lấy cái cây gì? Cây cầm cái. Không không cha, có lục bình đó là nó dính vô đó luôn. Có lục bình là được. Giờ dẹt cái lục bình cho cái đít nó xuống chút nữa cha. Cho sao cho cái đầu cây với đó. Rồi vậy được rồi đó chưa. Kéo hai phen ra ngoài. Bên đây đang cắt lúa nè cái nhà. Không thấy có ông anh nó cầm có chuột. À, bữa nay đi đặt lợp rồi chứ không thôi là bữa nay mấy cha con cũng theo máy cắt nữa. Tới mùa bắt chuột rồi. Xài đẹp không có nha, xài này xài thái hả cha? Xài thái, xài đài loan. Trái to lắm cả nhà. Xài đài loan. Trái bằng tay không hết. Cái hàng
tiếp theo đó, nó đi qua tới bên đó luôn cả nhà. Đó đường mòn dữ lắm luôn á cha. Rồi rồi đường mòn. Mòn hai mày. Hôm nay chuột thấy yếu quá cả nhà. Đặc bẫy này cũng không biết như thế nào nữa. Chứ mỗi năm thì đặt bẫy chuột cống nhâm này thì thấy ham luôn. Đặt dí dò luôn á cha. Kéo dẹt. Hôm nay em ba với em Út đi công chuyện nè. Hôm nay đổi caramel đây, không biết tình hình như thế nào đây. Cái hàng nữa đó nha, cháu giò đi mới chát luôn nè nha. Cho đặt xui đây luôn đi cha. Không anh xích lên, xích ra ngoài chút. Đó. Lấy giò, cho lấy giò đặt nhẹ nhẹ thôi. Mình cũng còn có hai cái nữa là hết bảy nha cái này. Được đó cha. Quá im. Kiếm cái cây cầm không cha? Mình đặt bẫy bữa nay có nhiêu, có mười mấy cái bẫy hả cha? Còn mấy cái thế nhỉ? Để khi nào thăm có thành quả thì sẽ quay cho cả nhà cùng xem luôn ha. Cái này cũng chiều rồi. Cắm ở chỗ ngoài cũng được. Lỡ cắm. Sửa phen lại cái nghe nha. Ngoài lộ mấy cha con chạy dài dài vô đây mà cái đường này nó hơi khó chạy trong ruộng á, cho nên cậu Tư về trước rồi. Hai cha con té học tạch hoài rồi đấy. Đi là sáng nay hay gì đó ta có thăm rồi sẽ quay cho cả nhà cùng xem luôn nha. Dạ con xin chào cả nhà buổi sáng. Chào cả nhà. Chào cả nhà buổi sáng vui vẻ. Hôm nay cha con anh em chiều hôm qua đã có đặt số 7 á, sáng nay thăm thành quả như thế nào cả nhà cùng xem. Mời cả nhà cùng đi. Vô. Đây lấy bụi bơi. Bạn ơi cái bẫy kia kìa. Cái bẫy kia nó lật luôn rồi. Trời ơi. Nghĩa là còn con nữa gì mà. Trời ơi. Nó lật ngược cái bẫy lên luôn. Gõ hôm. Cầm chưa cái bẫy đầu tiên dính đây cả nhà. Vô nó ăn hết trơn ốc luôn mà bắt không được nữa nè. Chết luôn rồi. Ôi, nó cắn trái cái lỗ qua chừng gịch cái lỗ đó lại nha. Không sao, họ để vô trong cái bao lại là được. Quá bự. Thiếu gì vậy? Với đồng thiếu cái cá. Bốn đấy. Lấy cái tay mà gịch cái lỗ đó lại cái nha. Đó nào? Sao đút cái tay vô đó được cậu mà gịch cậu. Cái lỗ nó hùng lắm á cậu ơi. Đầu tiên tao để vô đây còn để 2-7 ngàn đó. Không có tung ra được không? Đúng không? Đúng chưa? Quá ta. Đúng chưa? Quá ta. Không bên nhà ra. Ở đây có 2-7 phải không ta? Đi qua cho đặt mấy cái. Mấy cái. Ở đằng này nữa gì á? Nó không có. Mấy cái. Ừ. Tiếp tục. Mấy chứ còn đi thăm bẫy chuột di chuyển bằng xe cái nhà, lại cắt lúa nên mình chạy xe ra đồng luôn. Thiệt tình, có khoen không xuống. Uổng chuột. Uổng ghê. Đổ bằng ốc ra hết đi. Khoan không xuống được
đi xe qua sợ là phải câu kỹ sót lá lục bình nữa thấy không, không tới số nữa đi cho chừng đụng đầu tài nha. Trái dữ lắm hả cậu? Cái đó sạch, cái đó thơm quá, thơm thế này. Rồi. Bộ ba cái bảy không có nào dính hết trơn. Xong cái này. Không dính ở ngoài dính ở trong nha. Ngoài nào? Ngoài đó đó. Mày ruộng quá cha. Không dính ngoài mà dính ở trong nha. Đây nói bình kia. Không dính ngoài dính ở trong. Điện hai cọc lại. Ai ai dính nữa kìa thằng ơi. Trời ơi trời ơi trời ơi. Dính nữa. Anh tí kìa. Trời ơi trời ơi trời ơi. Trời 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 trời. Đi ký trời ơi trời hên chừng nó đi lặt bẫy rồi gì hả lặt bẫy luôn hai con dạ, dạ. Quá quá bự mà dạ. Hàng ơi hên thiệt nói trong vô đây được hai con thiệt để một con rồi ra đây ra đây cái này là hết rồi phải không hết rồi cái này cái út rồi ừ, cuối cùng được hai con cả nhà. Đâu cuối cùng cưng còn bên kia nữa cưng ở bên mé bên này này còn chắc ăn không quê gì chất lượng rồi được phải đi phải phụ mới được tính xảy cái gặp này là thấy hết ham rồi lo dính bên kia làm gì chiên con là bữa nay là một con cho con là chiên nước mắm nha chiên nó mắm chiên hết đi thôi nhiều lắm thôi để tôi nấu cơm mẹ đại khái để con nó vô được rồi chuẩn bài rồi ngon con một như tôi cơm mẹ quên đây để được hai con nữa đây máy tịch chú linh luôn cả nhà. Rồi, ra. Đảo ra lại cái nha. Cái này nó sập cậu ơi. Nói con này tơ.
thấy ông cậu nó bên đây lụm con rồi, lụm con thấy ông cậu. Hai cái với con cũng hiệu quả. Cũng được rồi hai cậu. Cậu mà bên đây thấy ngẫu lụm con, cậu bên ba lụm con nữa. Chuồng tơ mà ngon hay cả nhà. Tơ này cũng bự cả nhà. Lấy 5 con thích chưa? Bây giờ chị con thích chưa cậu? 5 con với con chuột cơm. Chuột cơm đâu cha? Còn cái nếu mà ngay chuột cơm nữa là tao miệng linh lắm. Thôi cha nuôi con thường hoài nè. Có em mười mấy cái gặp mà 5 con chuột. Đi bộ luôn đi. Bộ luôn đi. Đi, 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 đi vòng lại xa lắm. Không dính chuột cơm mày hả cha? Thì, buổi sáng cha con cũng thành quả. Mười mấy cái gặp cũng được 5 con. Thì giờ về làm ấm sao cả nhà cũng theo dõi ha. Rồi về con ơi. Dạ. Yeah. Mấy cha con mấy cậu cháu về tới nhà cả nhà. Đây thành quả của hôm nay. Con nào con cũng bự bự không? Đặt lắm rồi, nó đặt rồi xuống rồi. Mấy cha con với mấy cậu cháu có đi thăm 70 cái nhà thì thành quả là được 5 con chuột cúng nhum luôn đó. Hôm nay thì chuột cúng nhum thì mình sẽ nấu canh chua với cơm mẻ. Giờ đây có bắp chuối, còn có phần chuột còn lại thì mình sẽ ướp nước mắm lên chiên. À, giờ em sẽ ướp chuột để chiên. Em sắc chuối. Đây là con mẹ con chuối. Hôm nay chuột chiên nước mắm. À, em cho nước mắm. Dặn thêm một xíu nữa. Thêm ngon ít tỏi cho nó thơm.
Cái dập cái nồi này. Nặng mẹ có chú. Con bà con mẹ có chú. Giỏi. Cái mẻ này cha lượt rồi nè cả nhà. Phía bên đây xả ớt để hồi mình để vô canh chua. Rồi. Chuột nãy giờ chị ba ớt nước mắm lại và dầu nước sôi và bắt đầu chiên luôn. Nấu canh chua cho mẹ. Dầu nóng rồi nè, em cho tỏi với sả vô thử chị. Thử với tỏi. Rồi tỏi vàng thơm em cho chị chưa. Rồi chuột nó săn nó thơm rồi nè, em cho nước cho mẻ vô. Con lấy cái gì đó? Cái dĩa. Dĩa để làm gì? Đựng chuột. Đúng rồi. Cảm nha. Mẹ ơi con, thầy con đấm cha, cha là cha, cùng yêu hiếu nhau, cha và lá là lá da kê. Hay quá. Mẹ ơi cho biết yêu mẹ là con muốn ôm mẹ và cười hết cho. Mẹ ơi cho biết con hôn mẹ nhiều, con muốn ôm mẹ và cười hết cho. Mẹ ơi cho biết con yêu mẹ. Chuột nãy giờ em nêm nó cũng vừa ăn rồi nè. Mình cho xả với ớt vô. Chuột cũng thích chín này, em cho bắp chuối vô. Ý. Rồi chuột em chiên cũng chín rồi, dạng thịt cho nó vào cái dĩa đi. Thank you.
Rồi canh chua em nấu cũng chín rồi nè, giờ em sẽ cho rau canh chua vô. Chuột chiên chín rồi cả nhà. Bắt đầu mình cắt ra miếng nhỏ nhỏ để ăn cơm cho nó dễ ăn. Quá ngon cha này. Ai chiên vậy? Này ăn cha chiên. Chiên chiên. Chiên như con heo quay vậy coi nè. Quá khứ rồi. Nhà mình thì thích món chuột chiên, chuột nướng. Hai cái món mà dễ ăn nhất luôn. Với dễ làm nữa. Mà chắc chưa lại ăn đùi cho hai bé đi ha. Dạ. Ừ, cái đùi gan cậu bé lịch sử. Cho nguyên cái vậy đó, hồi đưa vô miệng. Bấu một cái nha. Lâu lắm mới đặt chuột lại chúng gì đây em? Tại lâu mình đặt mới chúng anh. Còn miếng này đây nè, ngon quá luôn. Chuột cơm thì mình bắt lại ít ha, nhưng mà cúng nhum thì lại nhiều. Nhưng mà con cúng nhum này thì nó phá nhiều hơn chuột cơm á. Nó ăn thuộc loại hàng ngon không à, nó non, nó ngậm sữa. Với cái cây. Hôm nay mấy cậu cháu ăn cơm với canh chua với chuột chiên cả nhà. Nãy giờ mấy chị em nấu chín rồi. Con xin mời cha với cậu dùng cơm. Xin mời cả nhà dùng cơm luôn nha. Mày cũng đói bụng rồi. Thức ăn lên bàn cũng hoàn thành. Mời cả nhà ăn cơm với cha con anh em. Chuột nấu mẻ. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Xin cái đùi đi. Cái đùi là biết chi không, là cái tình trạng mà chạy xe với ruộng mà bơi cà bơi cà bơi á. Mời sao xuống. Rồi, mời cả nhà luôn nha. Cái giả béo em ơi. Nó làm cái mỡ này. Béo quá. Thầy. Ngon. Ngầu lắm à. Chuột này có mỡ không ít? Dạ mời cả nhà nha. Dạ xin mời cả nhà. Chiên nước mắm chấm vô thêm nước mắm nữa. Thứ gì chiên mắm béo rồi. Rồi bữa nay đặt ra này tốt. Rồi gì bạn. Gà đổi thằng cho. Nghe cậu. Nghe cậu. Cậu cháu mình làm đi. Chuột này nó béo ăn cái nhìn nó khác là chỉ ăn hơn heo heo quay ngon nó mềm món canh chua cơm mẻ này chuột này ngon lắm nha cả nhà, tại chứ qua ăn không được chứ nhìn thấy bắp chuối với cơm mẻ thôi thấy thèm. Mình gắt tiếc ăn không được.
ở miền Tây, của mẹ. Ngày qua hình như cậu Tư giấy được 4 con. 4 con. Dạ. Còn hai em giấy 5 con. Vậy là hôm nay đủ chỉ tiêu rồi hả? Đủ chỉ tiêu. Thịt nó gần như lịch sĩ vậy, tập tập tạ. Không cậu ơi, với chị chuyện qua có con với cậu với cha đi đổi ca gamen cái hợp hơn. Hợp hơn. Hôm nay mình làm một video mà tới ba quay phim đặng nha. Ba khúc lận á. Mình làm trong gia đình thì cũng dễ vậy cả nha. Bốn chị ơi, em chị theo phim quay. Bốn luôn à. Có để mà cái bữa nào mà nhà đặt lấy chuột ha, bữa nào trúng là cậu thấy trong mình nó biết liền, nó ngộ lắm. Sáng đi nó hàng hái. Còn mà bữa nào mà không trúng ha, cái sáng như y gan nhưng mà không có trông đợi vô đi cúng bảy vậy, nó ngộ lắm. Có vụ sân bác mà hôm bữa nay là có gì? Bữa nay đặt gặp cha ơi, đặt gặp mấy em ơi, góp xin cháu là coi như bữa đó chúng đi được nào. Mình kêu cái ương rồi rước mã dưới bệnh viện á, con với vợ con ở dưới là con nói với cậu luôn, quyết định phải đặt để cũng nhâm mới được. Đã biết trong cậu mùa này là ít đặt, mình ra chuột vẫn còn. Chuyện qua mà ít bảy còn bảy nữa ha, con dám hứa cậu con đặt chỗ này là hai con nữa là khỏe luôn, là hết bảy à, bảy hư hết rồi, chuột cắn lại cấm nhâm chuột cơm gì mà cắt lúa không thích dậy gì ông hang không biết có mùa mua từng cục cá nữa. Ba cái bẫy kiểu nhưng mà không phải dây hàng dính liền á, nó dễ hư lắm, như của mình á, nó có một đầu hàng mà nó xích cái đầu hàng rồi cái kéo nguyên cái cọng nó ra luôn đó, thành ra chuột nó dễ hư lắm, cắn hư bẫy lắm. Cậu biết cái sức công phá của hàm răng cũng có nhầm mà. Ở ngoài đồng á nha, cái này là giá sáng là nướng luôn ha, nướng luôn làm tại chỗ rồi cậu, ướp chao rồi vô ha. Này ra đồng ăn ngoài ruộng cái nữa là thứ gì chưa nấu đó chẳng ngay ha. Gia đình mình dễ nhưng sao dễ không, thì thích của thích ăn món này cái món kia, mình gia đình dễ lắm, thích, không thích ăn mình làm thêm kèm thêm món khác rồi vui vẻ.